Tập 44. Dạ. Vậy tướng quân Triệu Huệ đâu? Đi Hải Ninh rồi. Mau truyền đại nhân Lý Vệ tới gặp bản cung đi. Dạ. Hoàng thượng. Hoàng hậu, nàng đã đỡ hơn chưa? Hoàng thượng bị bệnh, thần thiếp làm sao có thể đỡ hơn chứ? Đừng nói lời ngốc nghếch như vậy chứ. Nàng phải khỏe lại. Nàng đang mang cốt nhục của trẫm mà. Chúng ta đều phải khỏe lại, đều phải sống thật khỏe mạnh. Hoàng thượng sẽ khỏe lại mà. Lúc này Lý đại nhân nói với thần thiếp, bách tính ở Giang Nam đều đang tìm thần dược cho hoàng thượng. Ý người không qua được ý trời. Không, đó là ý dân mà hoàng thượng. Đã thấy rõ rồi chứ, phủ tổng đốc Lữ Giang trưng cầu thần dược Liễu Ca Dương trong dân gian. Liễu Ca Dương này đúng là thần kỳ, năm xưa đã từng cứu mạng Tống Thái Tổ, có thể chữa những vết thương không thể chữa trong thiên hạ, có thể giải những loại độc không có thuốc giải. Ai đang có Liễu Ca Dương thì mau đưa ra đây, mau đưa ra đây. Phủ tổng đốc Lữ Giang sẽ thưởng cho 100 lượng vàng. 100 lượng vàng đó, ai có thì đưa ra đây, mau đưa ra đi. Đào hoàng lịch cô cầm đi. Thơm một cái. Một cái. Ngon ăn quá. Thơm một cái nào. Ngạc nương. Ngoan. Hoàng lịch ngoan quá. Hôm nay hoàng lịch có nghe lời thầy hay không hả? Dạ có. Thật sao? Vậy hoàng lịch đã học được những gì, có thể nói cho ngạc nương nghe không? Chàng phái hoàng lịch đến Giang Nam có phải là muốn giết chết nó không? Nếu không giết nó, trẫm và nàng đều phạm tội lớn tày trời, làm sao xuống cửu tuyền gặp liệt tổ liệt tông chứ? Giang sơn xã tắc của Ái Tần Giác La chúng ta sẽ thẳng không trùng người Hán nhà lão Trần đó. Không, không, hoàng lịch là do thiếp nuôi lớn, nó chính là hoàng nhi của thiếp, nó chính là tôn tử của Ái Tần Giác La. Hoàng thượng không được giết nó, không được giết nó. Không, Trần Phúc. Có nô tài. Mau truyền tổng đốc Lữ Giang Lý Vệ tới gặp Ai Gia. Dạ. Lý đại nhân tới. Di thần khấu kiến lão Phật gia. Hoàng thượng bệnh nguy kịch, khanh không ở hành cung mà lén đi đâu vậy hả? Thần đâu có dám lén đi đâu chứ. Thần đang bố trí cho các châu huyện ở Lữ Giang tìm kiếm thần dược Liễu Ca Dương. Thần mới gặp hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Khanh đi gặp hoàng hậu để làm gì? Không phải Ai Gia đã nói với khanh rồi sao? Nếu hoàng thượng xảy ra chuyện ở địa bàn của khanh thì coi như chức quan của khanh tới đây là chấm dứt. Nếu khanh làm cho Ai Gia không vui thì Ai Gia sẽ cho khanh đi theo hoàng thượng. Thần không dám. Đứng lên đi. Tạ ơn lão Phật gia. Chà. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Sa gia. 100 lượng vàng đâu? Người có Liễu Ca Dương. Tôi có Liễu Ca Dương. Liễu Ca Dương còn gọi là Tử Kim Tiên. Đúng là Tử Kim Tiên. Đúng rồi, là Tử Kim Tiên. Đây là quan gia, đây chính là Tử Kim Tiên. Cái gì? Đây chính là thần dược Liễu Ca Dương sao? Hả? Phải, đây là Liễu Ca Dương. Đúng là khùng điên, đừng có nói nhảm nữa. Có phải thật không? Cười cái gì mà cười. Nè, tôi nói cho các người biết, Liễu Ca Dương chính là Tử Kim Tiên. Nó chính là dây lưng quần. Nó chính là Tử Kim Tiên. Im đi.
Đúng thiệt. Im 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 hết đi. Thiệt tình dây lưng quần này chỉ có bọn trộm chúng tôi mới có thôi. Các người không có, chỉ tôi có thôi. Nè 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 nè. Số vàng này là của tôi. Ngươi tính dùng cái này đổi lấy 100 lượng vàng hay sao đây hả? Dạ phải, 100 lượng vàng. Có phải không vậy? Ê trời ơi, sai nha. Dám chồng quán sai hả? Quán giá. Trời ơi, quán giá, tha cho tôi đi. Đây không phải thần dược Liễu Ca Dương gì hết. Tự đi chữa bệnh đi. Dạ, chắc lừa đảo được chứ gì. Chúng ta đi thôi. Thôi thôi, về thôi, kể hắn đi. Lòng tốt không được báo đáp. Đúng cái là nhảm thiệt kiếp mà. Đúng là không tin ta, mắc cười quá. U trời, muốn đánh chết người hay sao chứ. Đúng là không dạ biết luôn tốt xấu. Không chịu về. Ê, làm gì? Ê trời, ăn thật kìa. Quan gia, quan gia, quan gia. Đây đúng thật là Liễu Ca Dương nè. Đây đúng thật là Liễu Ca Dương đó. Nhanh lên, nhanh lên. Ê, đúng rồi. Ê, quân đệ, quân đệ, tìm quân vất vả thật đó. Thắng ra đây, ta cho ngươi biết, ở thành Hàng Châu này đừng hòng tìm ra được Liễu Ca Dương. Ta xem các ngươi sẽ như thế nào. Ta tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Quân đệ chúng ta đừng làm mất thời gian nữa, mà đi lãnh tiền thưởng thôi. Quân không cần 100 lượng vàng sao? Có được 100 lượng vàng thiệt không? Tất nhiên rồi, 100 lượng vàng. Quân muốn mua cái gì cũng được hết. Ê, tôi có thể xây nhà lớn rồi, cưới 3 người vợ luôn. Cưới 5 vợ cũng không thành vấn đề mà. Vậy thì 5 người. Đi thôi, đi thôi, nhanh lên, nhanh lên. Đi đi đi. Trẫm tự biết số mạng của mình đã tận rồi. Hoàng thượng, đây là thần dược trong thiên hạ Liễu Ca Dương. Ngày xưa Thái thượng hoàng đã dùng nó để giải độc. Hoàng thượng đừng nôn nóng, dùng thêm 5 ngày nữa sẽ đỡ hơn. Hoàng thượng có thể có được thần dược này, đúng là ông trời đã cứu người rồi. Trẫm tự biết số mạng của mình đã tận thật rồi. Đại nhân, triệu quệ áp giải công tử gì nha. Nhưng mà công tử cậu ấy. Quản gia, ông hãy báo cho các lão đại nhân biết đi, triệu quệ muốn gặp ngài ấy. Phi, ngươi là cái thá gì chứ? Cha của ta là tể tướng tiền triều, ngươi muốn gặp là gặp hay sao hả? Triệu quệ bái kiến các lão đại nhân. Cha à? Các lão đại nhân, công tử tập hợp 1000 phỉ đồ liên bọn đảng tấn công hoàng cung của hoàng thượng, bắt giữ hoàng hậu và hành thích hoàng thượng. Cha đừng nghe hắn nói bậy nữa. Con bị quan thực mà cha, con bị quan đó. Người câm miệng lại. Con bị quan thực mà. Các lão đại nhân, triệu quệ phụng chỉ của hoàng thượng, đưa công tử về nhà. Nhảm gì? Đưa cái kiểu này hay sao? Hả? Đưa kiểu này à? Tướng quân triệu quệ, lão phu có một lời nhờ ngài chuyển tới hoàng thượng. Lão phu dạy con không nghiêm, con làm càng là lỗi của cha. Trước giờ là vậy. Các lão đại nhân, hoàng thượng nhắn các lão đại nhân đừng buồn lòng nữa. Sứ mệnh của triều huệ đã hoàn thành, tôi phải nhanh chóng trở về bên cạnh hoàng thượng. Trên đường tới đây, Tử Hư đạo trưởng nói hoàng thượng đã trúng độc châm của hắn, nguy hiểm tới tính mạng. Nếu chuyện này là thật, trên dưới triều đình chắc chắn sẽ đại loạn. Loạn? Loạn mới vui chứ. Có đại loạn mới có đại trị. Có tướng quân triều huệ, xin hãy mau quay về đi, nhất giá cho ngài rồi. Triệu Huệ bái bị các lão đại nhân. Ê, mau cút hết đi. Cha à. Người đâu? Không cần người đâu, cha tháo giúp con là được rồi. Hay mau, nhốt nó vào hậu viện cho ta, không được rời khỏi cửa dù chỉ nửa bước. Cha, sao cha lại nhẫn tâm như vậy được chứ? Nếu như hoàng thượng mà có mệnh hệ gì, cha sẽ thay triều đình tiêu diệt con trước. Con có làm cái gì đâu, sao cha lại muốn tiêu diệt con vậy? Sao cha lại tàn nhẫn vậy chứ? Công Trần tử, Nguyên Long, chào đi. Tôi biết hết rồi, ông thương hắn chứ đâu có thương tôi đâu. Ông bớt công vào lắm. Trong đi công tử. Ông đúng là một lão già hồ đồ. Ông cứ đợi đó đi.
thái y lệnh. Hoàng thượng đã uống liễu ca dương rồi, sao không thấy chuyển biến tốt lên vậy? Có lẽ do độc hoàng thượng trúng nặng hơn độc mà tiên đế đã trúng lúc trước. Hoàng thượng. Nương nương. Hoàng hậu nương nương. Nương nương, nương, nương à. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Lão Phật gia, sao hoàng thượng đã uống liễu ca dương rồi mà vẫn không thấy đỡ hơn vậy? Hoàng thượng nói rất đúng. Ý người không qua được ý trời. Lý đại nhân tới. Khởi bẩm thái hậu, sở quân cơ phi ngựa 800 dặm tới, có tấu chương cấp báo. Mau đứng lên đi. Dạ. Có phải lại xảy ra chuyện lớn gì không? Quách Nhĩ Ca lại lần nữa xâm chiếm Tây Tạng. Trưởng quan dùng Tây Tạng, các Long Đan, Tân Bang, Châu Nhĩ và các đại thần liên quan cấp báo lên triều đình. Nhưng bây giờ long thể của hoàng thượng... Đúng là quả vô đơn chí. Thái hậu, bây giờ phải trả lời sở quân cơ thế nào? Lý đại nhân, ý của khanh thế nào? Di thần cho rằng nên gấp rút điều binh từ các tỉnh lân cận lên Tây Tạng. Quách Nhĩ Ca đã đến gần dân Nam, có thể điều binh ở Tổng đốc Dân Quý Dương ứng cư tiếp ứng. Thôi được rồi, vậy cứ theo ý của khanh mà trả lời sở quân cơ đi, làm danh lên. Dạ. Khoan đã. Hay là lấy danh nghĩa của ai gia ban lệnh đi. Lệnh của đại nhân Trương Đình Ngọc ở sở quân cơ và hòa thân dương hoàng trú cấp tốc tới hành cung. Thập tứ đệ đã xác thực rồi, quan lịch đã trúng độc của Tử Hư, hiện đang ở hành cung Hàng Châu, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Khởi bẩm thái hậu, thần đã tìm thấy 10 vị danh y giang nam đang ở trong hành cung. Lý đại nhân, vậy khanh có dám đảm bảo sẽ cứu được hoàng thượng hay không? Thần không dám đảm bảo. Vậy thì được rồi, hoàng thượng đã thành ra như vậy, ai da cũng không thể không chuẩn bị trước hậu sự. Chuyện quốc gia đại sự chuẩn bị trước cũng không thừa. Khấu kiến lão Phật gia. Đứng lên đi. Lão Phật gia, bây giờ hoàng thượng đang được chữa trị, hơn nữa hoàng hậu nương nương đang có mang, sức khỏe rất đáng ngại. Di thần cảm thấy thái hậu lão Phật gia bây giờ không cần thiết phải gấp rút khởi giá hồi cung làm kinh động kinh thành. Triệu Huệ, một tên ngự tiền thị vệ nhỏ nhoi như ngươi có biết cái gì là quốc gia đại sự hay không? Lý vệ. Có thần. Chuyện này khanh hãy tự đi làm đi. Thần nghĩ lời của Triệu Huệ chưa hẳn là vô lý. Nếu làm mất thời gian gây đến đại loạn, ta thấy chức tổng đốc lữ gia của khanh cũng không cần làm nữa. Cô đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi đi. Dạ. Thái hậu, thái hậu, hoàng thượng không sống rồi. Hả? Cái gì? Lão Phật gia, lão Phật gia. Ê, Lý Thân Dương đang làm gì vậy? Ê, không phải đang dây quẻ sao? Hoàng huynh, huynh đang dây quẻ gì vậy? Hoàng huynh gần đây sống thấy hơi nhàm chán, nên tự dây quẻ cho mình để xem vận khí thế nào. Không biết ta còn sống được mấy ngày trong đời người đáng thương này nữa. Hoàng huynh đúng là đang gieo quẻ cho bản thân mình đó sao? Huynh đừng có đùa nữa. Đệ nghĩ là huynh đang gieo quẻ cho hoàng lịch thì có. Các huynh đệ, ta nói đúng không? Trời ơi, các huynh đệ của ta ơi,
chuyện này khó nói lắm, khó nói lắm. Hoàng huynh à, gan của huynh cũng nhỏ lắm rồi đó. Huynh phải học tứ a ca hoàng lịch đi. Ngay cả người phụ nữ mà Hoàng A Mã thích hắn cũng dám lấy đó. Vậy mà huynh lại không dám lấy giang sơn của Đại Thanh hay sao chứ? Giang sơn là giang sơn, mỹ nhân là mỹ nhân, hai chuyện này khác nhau. Lý Thần Dương, huynh còn chưa biết sao? Liên Bổng Đảng gây chuyện ở Giang Nam, lẻn vào hành cung, suýt chút nữa đã lấy mạng lão Phật gia. Hoàng hậu nương nương suýt chút nữa đã thành kỹ nữ của Tụ Hương lâu để người ta giải khuây luôn rồi. Chuyện này á đúng là kỳ lạ mà. Nếu như vậy thì chẳng phải hoàng thượng đã bị phản bội rồi hay sao hả? Ê, chuyện này truyền tới kinh thành chưa? Tất nhiên rồi, tin tốt sao mà không lan nhanh được chứ. Sao? Còn tin tốt gì nữa à? Huynh đó bị hoàng lịch dọa tới nỗi như vậy luôn, đâu còn dáng vẻ của Lý Thương Dương năm nào nữa chứ đúng không? Đúng vậy, thật là mất mặt, thật mất mặt. Hoàng huynh như ta thật là mất mặt. Hoàng huynh còn chưa biết sao? Quách Nhĩ Ca đã xâm chiếm biên giới Tây Tạng, còn hoàng thượng triều Đại Thanh của chúng ta còn đang thưởng ngoạn cảnh đẹp của non nước Tây Hồ kìa. Còn ra thể thống gì nữa? Các đệ nói xem, còn ra thể thống gì? Mỗi một tấc đất của Đại Thanh chúng ta hả, đều do liệt tổ liệt tông chinh chiến trên lưng ngựa, tắm máu xa trường để giành về. Hoàng thượng của chúng ta tại sao lại không biết trân trọng chứ? Được rồi hoàng huynh, hôm nay các huynh đệ tới đây không phải nghe huynh than giảng đâu. Phải. Ê, hoàng trú đâu rồi? Được rồi, người ta là con ruột của lão Phật gia, huynh đệ ruột của hoàng thượng. Hoàng thượng sai hắn đi kiểm tra quốc khố sướng biết mấy rồi. Lát nữa huynh cứ đến phủ của hắn xem thử được trang hoàng mới biết. À phải rồi, hoàng thượng còn mua cho hắn một đoàn hát để ngày đêm hát cho hắn nghe nữa. Vậy sao? Nếu vậy thì tại sao không cho chúng ta tới đó xem hát? Bây giờ hắn sướng rồi, đâu còn để ý tới huynh đệ chúng ta làm gì. Hắn còn muốn bỏ huynh đệ chúng ta càng xa càng tốt nữa kìa. Hoàng Dượng hoàng đệ, trước đó đệ nói có tin tức gì? Đệ nói vẫn còn một tin tức rất vui. Là tin gì? Đó là hoàng lịch đã bị trúng độc sắp chết ở Hàng Châu rồi. Thật sao? Không gì thật hơn. Tốt, nhưng cũng không đến lượt chúng ta lên làm hoàng đế hả? Chúng ta chỉ có thể làm vật trang trí cho người ta thôi. Nè, giờ các huynh đệ ở đây, chúng ta hãy cùng nhau nghĩ ra một kế vẹn toàn, để hai huynh đệ họ cùng nhau rơi từ trời cao xuống mặt đất, có được không? Được, được, để nói đi. Để nói cho huynh nghe, tiếp theo đây tất cả chúng ta sẽ cùng nhau lập mưu tính kế, sau đó tất cả chúng ta có thể chiếm được. Chuẩn bị hậu sự cho hoàng thượng đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, chàng dẫn thiếp cùng đi đi, hoàng thượng. Hoàng thượng. Sư phụ, sư phụ,
Sư phụ, sư phụ, tính mạng của hoàng thượng đang ngàn cân treo sợi tóc, xin người hãy cứu hoàng thượng. Còn muốn nói hoàng thượng đang trúng phải độc châm ngân hoa của Tử Hư đạo sĩ sao? Sư phụ, tại sao người lại biết? Sư phụ, người đừng cười nữa mà, mau đưa thần dược cho con đi. Thần dược sao? Di sư có thể đưa cho con. Có điều con phải hứa với ta một chuyện đó. Sư phụ, chỉ cần sư phụ đồng ý cứu anh ấy, chuyện gì con cũng hứa với sư phụ hết. Được. Ngư nương, con không thể yêu hoàng thượng, theo di sư về núi tu luyện. Sao hả? Con không chịu sao? Hoàng thượng không phải là người con nên yêu. Hai đứa có duyên không nợ, đừng bao giờ coi nghiệt duyên thành lương duyên. Sư phụ, con và huynh ấy sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm, tại sao lại nói là không có duyên với nhau? Có phải hoàng thượng đã nói với con, sẽ có một ngày sẽ đem tất cả vinh hoa phú quý, quyền lực, dinh sư của gia tộc Ái Tần Sát La trả hết cho con không? Sư phụ, thật ra con vốn dĩ không để ý đến quyền lực, dinh dự gì đó, chỉ cần huynh ấy yêu con là được. Yêu con? Cho dù hoàng thượng yêu con, hoàng đế của triều đại Thanh Tuyển nạp hậu không phải chỉ hoàng thượng nói là xong. Đó là chuyện Thái hậu lão Phật gia đích thân sắp xếp. Nhưng mà hoàng thái hậu rất là thích con mà. Thích con sao? Ngư nương, với thân phận một người mẹ, bà ấy chịu cho con gái ruột của mình gả cho con trai trên danh nghĩa của bà ấy không? Trên thế gian ngàn vạn người, vì si tình, vì cuồng tình. Vào mộng thì dễ, khi tỉnh dậy mới khó. Sư phụ, người cũng là một người hiền từ, khoan hãy nói nhiều như vậy, cứu người quan trọng. Mau đưa thần dược cho con đi sư phụ. Được, di sư có thể đưa thuốc cho con. Nhưng con hãy hỏi trời cao, hãy để trời cao quyết định vận mệnh của con. Trời cao, con xin người, nhất định phải cho con cứu hoàng thượng. Được rồi đệ tử, trời ca đã chuẩn bị xong hết cho con rồi, hãy theo sư phụ xuống núi đi, nhanh lên. Sư phụ, cầu xin sư phụ hãy cứu hoàng thượng. Nếu như sư phụ không cứu huynh ấy, con nguyện chết cùng với huynh ấy. Hỏi thế gian tình là chi mà khiến con người ta nguyện chết vì nhau? Ngư nương, tại sao con lại cứ ép sư phụ vậy? Sư phụ dạy con võ công là muốn con tế thế cứu bần, trừ bạo an lương, nhưng con lại vì một chữ tình. Được, hôm nay sư phụ sẽ giúp cho con. Sư phụ tác thành cho con hãy tự lo liệu đi, ta sẽ đưa con thuốc giải. Đa tạ sư phụ. Hoàng thượng băng hà, trong ngoài triều đau buồn, xã tắc bất hạnh, nhưng không cần che giấu, cũng không được khoa trương, bí mật phát tang, truyền người theo đường sông lên phía bắc, lệnh cho quan phủ dọc đường phái binh phong tỏa đường dân, tránh cho phản tặc cướp đi linh cữu của hoàng thượng. Tất cả nghe rõ hết chưa? Dạ. À.
Hoàng thượng, chàng hãy yên tâm, thần thiếp sẽ sinh hài nhi của chúng ta ra, nuôi nó cùng lớn. Dạy dỗ nó trở thành một người đàn ông tuấn tú giống như hoàng thượng. Long tiên của Đại Thanh vẫn có con cháu hết đời này sang đời khác đến bái tế hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ kiên cường. Tin tức 800 dặm từ Hàng Châu, Quang Lịch đã chết trong hành cung rồi. Điều này để biết một cuộc chiến tranh của Đại Thanh là sắp bắt đầu. Cuộc chiến này nhất định phải thắng thôi. Cứ để Vạn Lộc đến gây rối, chúng ta đến sau dọn dẹp. Cuộc chiến này phải thắng sau cho triều giả thấy tâm phục khẩu phục, mới mong bình yên sau này. Cao Minh, thân vương điện hạ, thư lão Phật gia phái ngựa 800 dặm chuyển từ Hàng Châu đã tới rồi. Đi đi. Lão Phật gia cho gọi ta đến Hàng Châu ngay lập tức. Ê là hoàng thượng sắp không ổn rồi. Không ổn thì mặt không ổn chứ. Vì hòa thân vương chính là hoàng đế tương lai của Đại Thanh rồi. Những thứ thuộc về mình thì sẽ là của mình, lấy đi rồi cũng phải trả lại cho ta thôi. Hoàng thân vương thánh minh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Được lắm, đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng vẫn chưa chết. Hoàng thượng vẫn chưa chết. Hoàng thượng đã sống lại rồi. Chuyện này là sao? Không lẽ là ai gia không muốn cứu hoàng thượng? Không lẽ là ai gia muốn giết chết hoàng thượng sao? Không phải. Chỉ là đôi lúc lão Phật gia có hơi sốt ruột một chút thôi. Lão Phật gia, nô tài đáng chết. Nô tài tự giả miệng mình. Nô tài đáng chết. Đủ rồi. Được, vậy ngươi nói rõ cho ai gia biết sự sống chết của hoàng thượng có phải chuyện lớn hay không? Là chuyện lớn. Vậy tại sao người chưa chết đã vội vàng bỏ vào quan tài? Là Liễu Ca Dương mà tên trộm dâng lên đã có tác dụng. Loại Liễu Ca Dương này từ từ ép hết độc ra bên ngoài. Hoàng thượng nhìn qua như đã chết nhưng thực ra là chưa chết. Người ta thường nói quý nhân nhiều gian nan đó lão Phật gia. Được rồi, Trần Phúc. Dạ có nô tài. Ngươi cũng được coi là một kẻ thông minh. Vậy thì ai gia sẽ thưởng cho ngươi một món đồ. Đa tạ lão Phật gia, đa tạ lão Phật gia. Hoàng thúc có đủ chứng cứ để chứng minh Hoàng Lịch không phải do lão tứ và nữ hổ Lộc thị sinh ra. Hoàng Lịch được phu nhân của Trần Cát lão sinh ra. Nữ hổ Lộc thị đã sinh con gái, đêm đó đã đem quán đổi. Đây đúng là kỳ án động trời. Đúng vậy. Năm xưa lão tứ nghe nói hoàng gia gia truyền ngôi không chỉ nhìn đời con mà còn nhìn cả đời cháu, nên đã quán đổi con trai của Trần Cát lão đưa vào thâm cung của hoàng gia gia nuôi nấng. Hoàng gia gia thật hồ đồ mà, thông minh cả đời cuối cùng lại hồ đồ đến như vậy rồi. Cả nuôi cháu của ai cũng không biết nữa, còn cho hắn thừa kế đại thống nữa chứ. Ơi, đợi nữ hộ Lộc thị trở về kinh thành thì hãy bắt bà ta, ép bà ta giải thích. Đúng, bắt lấy bà ta. Đúng. Các người đừng có nôn nóng quá được không? Thập Lục thúc, muốn cho triều xã tin tưởng thì phải có chứng cứ. Truyền cập hương vào.
truyền cấp cấp hương vào. Ngày mai khi linh cữu của Hoàng Lịch rời khỏi Hàng Châu thì hãy giết chết nữ hổ Lộc Thị. Ê, hiện giờ đối thủ của chúng ta không phải là lão Phật gia mà là thập lục đệ đó. Hiểu rồi. Năm xưa lão tứ đã phái một gia hoàng tên là Hương Cập Cập đi cùng Trần Các Lão đến Hoàng Ninh, mục đích chính là giám sát Trần Các Lão. Vậy thì hãy đến Hải Đình bắt ả về đây đi, tất cả không phải rõ ràng rồi sao? Đã nghe nói rồi, ả Hương Cập Cập đó đã bị Trần Các Lão giết chết. Hay cho tên Trần Các Lão. Nhưng Hương Cập Cập đó có đứa con gái tên là Cập Cập Hương, hiện tại đang ở trong phủ của thập lục đệ. Đệ nghe nói đang được canh chừng rất nghiêm ngặt. Nếu là mẹ con, ả chắc chắn biết được mục đích mẹ mình đến Hải Ninh. Giữa hai mẹ con chắc chắn biết hết mọi chuyện, cho nên thập lục đệ đã đón ả đi trước rồi. Thôi, vậy thì cứ lục soát trang thân dương phủ đi. Không được, mặc cho thập lục đệ xông lên phía trước. Hiện tại binh mã trong kinh thành đều nằm trong tay của Lưu Thống Quân, hắn ta là người của Hoàng Địch. Được rồi, giao quan ngoại điều binh. Cặp cặp Hương bái kiến Dương gia và các vị tiểu Dương gia. Trước khi mẹ tiểu nữ qua đời đã nói hết mọi chuyện rồi. Đường Kim Hoàng Thượng chính là con trai của Trần Các Lão, còn con gái của Trần Các Lão chính là con đẻ của ông Chính. Hoàng gia gia đúng là hồ đồ quá mà. Đại Thanh có còn là Đại Thanh của Ái Tần Giác La không? Bất hạnh, bất hạnh quá đi. Đúng là trò cười thiên cổ. Quen đường, hồ đồ. Nếu không phải phế A Mã của chúng ta thì có ngày hôm nay không? Hoàng gia gia đúng là hồ đồ. A Mã của ta chỉ lấy đi người phụ nữ của Hoàng gia gia thôi, vậy mà đã đem gian sơn tặng người khác. Đủ rồi. Bây giờ Hoàng Thúc phải cho con đi làm một chuyện. Bên trong Từ Ninh Cung của nữ cô Lộc Thị có treo một di vật của tiên đế. Bên trong đó chắc chắn là chiếu thư phế Hoàng Lịch lập hoàng trú. Trong lòng nữ cô Lộc Thị hiểu rõ, chỉ có làm vậy thì sau này xuống dưới Cửu Tuyền mới không bị Liệt Tổ Liệt Tông đánh cho tới nỗi hồn bay phách lạc. Các con hãy nghĩ cách lấy chiêu thư đó ra, rồi đổi tờ khác vào, cứ để Hoàng Tích đăng cơ. Thập Lục Thúc, nếu thực sự có ngày đó, con nhất định không quên đại ân đại đức của Thập Lục Thúc và các huynh đệ đâu. Thập Lục Thúc. Nếu huynh dám có lỗi với các huynh đệ, ta sẽ bắn chết huynh. Đương nhiên, đương nhiên. Đúng là đi. Da đầu ngốc, chắc là mệt lắm rồi. Hoàng hậu nương nương muốn gặp hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã ngủ rồi. Hoàng hậu nương nương yên tâm, long thể hoàng thượng đã không sao. Hoàng hậu nương nương xin hãy dậy trước. Có phải người đang ở bên cạnh hoàng thượng không? Người nói đi, có phải là người nương cô nương ở trong phòng cùng hoàng thượng không? Chuyện đó. Sao lại ấp úng như vậy? Đúng rồi Hoa Hoa, chúng ta quay về thôi. Hoàng hậu nương nương, thời gian cũng không còn sớm nữa, bản cung cũng muốn nghỉ ngơi rồi, mau chóng trở về thôi. Dạ. Tỉnh rồi sao? Xin lỗi, sao quên lại ngồi đây? Da đầu ngốc, chắc là muội mệt mỏi lắm rồi. Đa tạ muội đã cứu huynh. Ơn cứu mạng của muội e là đời này huynh không thể báo đáp được. Thái tử điện hạ, nếu huynh còn nói như vậy nữa muội sẽ tức giận đó. Sao huynh lại xa lạ như vậy? Huynh xem cái miệng của muội là gọi huynh là thái tử điện hạ rồi.
Huynh thích muội gọi huynh như vậy đó. Giữa hai chúng ta, ngày tháng đáng để nhớ nhất chính là ngày tháng huynh còn làm thái tử. Cho nên huynh đặc biệt thích muội gọi huynh là thái tử đó. Lúc huynh làm thái tử, mọi người đều gọi huynh là thái tử điện hạ. Cho nên tất cả các cô nương đều gọi huynh là thái tử điện hạ. Gọi như vậy có thích không? Làm sao mà giống được. Người trẫm để ý chính là muội. Nè, huynh lại xưng trẫm nữa rồi. Nương nương à, khoảng thời gian trước tâm trạng của huynh không tốt, cho nên không để ý đến muội cho lắm. Muội không giận huynh chứ? Nếu huynh nói như vậy thì thật sự muội cũng có một chút. Giận rồi sao? Thật sự giận rồi hả? Ê, muội đừng giận mà. Đâu đâu đâu, muội nghe huynh nói nha. Hai chúng ta có duyên đến cỡ nào, hai chúng ta đều sinh cùng ngày, cùng tháng, rồi cùng năm nữa đó. Còn là cùng giờ là hàng xóm nữa. Phải, hàng xóm láng giềng. Hàng xóm láng giềng của nhà huynh đã sinh ra một cô gái ngốc nghếch. À, còn hàng xóm láng giềng của muội đã sinh ra một tên tiểu tử thối. Lúc chúng ta bị quán đổi, huynh nghĩ cái cô bé ngốc nghếch đó chắc chắn là khóc ầm ĩ lên rồi. Huynh còn dám nói nữa hả? Tất cả đều tại huynh hết. Tại huynh hết, tại huynh hết, tại huynh hết. Hả? Thái tử điện hạ, muội làm huynh đau hả? Ôi, chắc là độc tính lại tái phát nữa rồi. Trời, không phải chứ. Sư phụ đưa cho muội thần dược mà. Trời ơi, thái tử điện hạ. Hả? Huynh lừa muội, đáng ghét quá đi. Hãy cho tên nô tài, không thấy bộ ta tới sao? Lão Phật gia ở Giang Nam vẫn chưa hồi cung. Bối Lạc gia, mọi người có chuyện gì mà muốn vào đây? Lão Phật gia viết thư về, sai bọn ta tới xem thử, xem Từ Ninh cung này phòng quả hoạn, phòng trộm có tốt hay không. Chỗ này chỉ còn lại cung nữ và thái giám, chắc không có gì đâu. Mau tránh ra. Tên nô tài ngươi lỗi thôi cái gì chứ? Các ngươi không cần ra khỏi phòng, cũng đừng đi lung tung. Bọn ta chỉ muốn xem thử có kẻ nào đánh bạc hay là cung nữ hẹn hò với nam nhân hay dẫn người nhà vào cung hay không. Lục soát kỹ cho ta, mau lên. Không được ra ngoài, không được ra. Kẻ nào to gan ra đây, giết không tha. Lão Phật gia không ở đây thì các người vô pháp vô thiên có đúng không? Hãy để không được thì lục soát đi. Ta vào hoàng thân tới Phật đường. Thì sẽ mở được thôi. Nè, đúng là lỗ mãn. Lỗ mãn quá. Để người khác mở thử xem sao. Mau lên. Để cho. Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Lý Thần Dương à, chỉ có chút chuyện nhỏ này mà huynh cũng không nhịn được. Huynh sao trị vì thiên hạ đi hả? Đừng ôm nữa, đừng ôm nữa. Được rồi, mau mở ra xem thử đi. Mau mau, xem thử bên trong là cái gì đi.